shop Hola Hola cho quen nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách test camera ngoài trời bên shop mình. Hiện tại bên mình thì có những cái mặt hàng shop có những camera ngoài trời, thì mình xin hướng dẫn cho các bạn một cái con mà hiện tại bên shop mình mà bán rất là ok. Con này nó có led để phía dưới có led ngoại các bạn. Đây con này tên mình là X5900 nha các bạn. Đây, thì trước tiên thì mình cài đặt thì mình xin gắn thẻ nhớ nha, để có gì chỉ với các bạn cái bước mà thiết lập ghi hình luôn. Còn các bạn nào mà không có muốn gắn thẻ nhớ thì bỏ qua bước này giùm mình nha. Trong nó thì có một cái nút reset với một cái key hãy nhớ. Này, mình gắn hãy nhớ mình vô nha. Rồi. Thì hiện tại thì các bạn nếu mà bạn gắn nguồn xài nguồn thì các bạn nên xài nguồn là 12V.22 nha. Để cho nguồn nó ổn định. Đây, camera thì nó có ba cái jack, thì một cái jack cổng LAN để mình kết nối LAN. Còn cái jack này, cái nút này nút reset. Còn cái này là jack nguồn của mình nè, gặp chắn mọi người. Rồi. Thường thì mình cắm camera thì mình đợi khoảng chừng 1 phút để cho nó lập trình trong cái camera đó. Thì trong cái phút đó thì mình vô cái iPhone của mình nha. Thì mình xin hướng dẫn các bạn là cài bên iOS. Đây, thì các bạn vô cái App Store này nè. Các bạn đánh cho mình là Yoshi nha. Đây ứng dụng này đây. Cái này là mình tải về đầu nên nó có sẵn ở trên điện thoại mình rồi. Bạn vô đây. Thì cái bước này là cái bước vô trong cái màn hình chính rồi, mặc định là các bạn mới tải về thì nó sẽ có một cái yêu cầu bạn là tạo một cái tài khoản, thì cái bước tài khoản đó mình sẽ làm clip riêng để tạo tài khoản cho các bạn có gì vừa theo cái clip đó mà tạo tài khoản nha. Tạo xong thì mình nó sẽ vô được cái màn hình chính này. Thì cái này thì khoảng chừng 1 phút thì các bạn mới kết nối được nha. Các bạn đợi chút để cho nó kêu một cái phát âm thanh gì đó tùy theo cái lô của mình. Rồi, các bạn vô dấu cộng nè. Các bạn chọn kết nối mạng nhanh cho mình nha. Đây là cái phần mà cái tên wifi của bên nhà mình á. Thì wifi bên nhà mình là cái tên wifi này, pass này. Chọn xong chọn dòng xanh. Bước này chọn tới cái dòng xanh luôn. Đây. Cái mã của nó này. 7815. Các bạn kiểm tra cho mình là cái mã của bên đây là có phải là 7815 hay không. Nếu mà đúng là đúng của con nó rồi nha. Rồi, các bạn chọn nó. Thôi các bạn đợi chừng nào mà nó hiện cái tích chữ V nè, nó đã nhận rồi đó, thì các bạn trả lại cái đường UC cho mình nha. Rồi. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Thiết bị đã tải lên. À, tới bước này mình đặt tên cho nó nha các bạn. Thì cái này thì mình đặt mặc định nha, còn nếu mà ai muốn đặt thì chỉ cần tích vô đây chọn cái dòng đặt tên của mình thôi. Thì mình đặt ở bên cửa hàng đi. Rồi, tích vô hết. Rồi, vô. Đây. Cái này là những cái giao diện của nó nha, đây là chỉnh khung hình nè. Đó thì mình chỉnh HD. Còn cái này thì mình có cái điện thoại được á, thì các bạn muốn nói chuyện thì chỉ cần đè cái nút này. Và các bạn nói thôi. Alo. Còn bật cái này lên thì mình nói, bên đây nó sẽ nghe, điện thoại mình sẽ nghe. Cái này mình để gần quá nó hơi hú các bạn. Thì cái bước cơ bản thì mình cài xong thì mình vô cái bước cài đặt thời gian nha. Các bạn chọn dòng này giùm mình nha. Cái dấu răng nè. Thì chọn thời gian thì các bạn chọn múi giờ cộng 7 giúp mình nha. Đây là cộng 8 nè. Các bạn kéo xuống dòng cộng 7. Đây, cộng 7 đây. Nó mới đúng cái múi giờ bên nước mình. Rồi.
Tới bước đẩy thì nếu mà các bạn không muốn đi, không có gắn thẻ nhớ đó, thì các bạn không cần tới bước ghi hình. Còn gắn thẻ nhớ rồi, các bạn vô cái bước này thì mình để mình kiểm tra là có nhận thẻ nhớ cái quay không nha. Đây, nếu mà công tắc này là công tắc tối nè, là nó chưa có ghi hình, các bạn vô các bạn phải kiểm tra cho mình là có nhận thẻ nhớ, là một là có cái thông số của cái dung lượng của thẻ nhớ của mình 32 nó sẽ như vậy nè. Còn công tắc là phải bật sáng lên. À đó, như vậy là nó mới quay. Thì các bạn chọn dòng là ghi hình bằng tay giùm mình nha. Tại cái dòng này là ghi hình cho nó ổn định nhất đó. Rồi, tạm thời là như vậy. Là cái bước cơ bản của mình khi mình cài camera thôi. Đây là mình cài bên cái iOS nha các bạn. Thì còn mình có LED thì nó có những cái biểu tượng LED đây nè. Đó, các bạn buổi tối thì các bạn bật lên để cho nó quay cái màn hình màu. Còn nếu mà không thì hoạt định của nó sẽ chuyển qua chế độ hồng ngoại nè. Mình có test cho các bạn kiểm tra ở đây. Đây màn màu còn hồng ngoại nè, đây cái led của nó đây. À, các bạn kiểm tra cho mình cái điện thoại này. Đó rồi, thì cái phần này thì cái phần mà bạn kiểm tra lại coi những cái thẻ nhớ thì bạn dùng xem lại giúp mình nha. Đây các bạn chọn phần nội dung tự quay là bên phần thẻ nhớ đó. Thì các bạn chỉ kéo theo những cái dòng nào mà nó đã quay rồi á, thì cái này mình mới cài thì nó mới chỉ quay cái khúc nhỏ thôi. Rồi, coi như là mình đã hướng dẫn cho các bạn cài camera ngoài chợ bên mình bằng cái điện thoại iOS nha. Các bạn nếu mà muốn mua hàng bên mình thì các bạn liên hệ bên trang mà holahola.vn nha. Rồi xin chào các bạn, cảm ơn các bạn nhiều.